Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Đang là buổi chiều của ngày 30 tháng 8 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị mẫu hoành phi bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Bức hoành phi này chúng tôi làm với kích thước là dài 2m17, chiều rộng 67. Đây là đơn đặt hàng của dòng họ Trần ở Vũ Thư, Thái Bình. Và trong lòng ván là chúng tôi làm dày 3 phân. Phần khuôn là chúng tôi làm dày 7 phân, to 10 phân. Và trong lòng chúng tôi chạm 4 chữ, đó là Tích Thiện Dư Khánh theo yêu cầu của dòng họ. Và toàn bộ chữ này là chúng tôi làm chữ chìm. Khác với mẫu hoành phi khác thì chúng tôi làm chữ nổi, thì trong video này chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn chữ nho là chữ chìm, tức là tính từ mặt gỗ chúng tôi đục xuống. Còn các cái mẫu khác trước trong clip trước thì chúng tôi đục là chữ nổi bên trên phần mặt gỗ để quý vị có thể phân biệt được. Mỗi một kiểu chữ thì nó lại có một nét đẹp riêng của nó. Đây là đơn đặt hàng của dòng họ Trần ở Thái Bình. Cuốn thư thì phần khuôn chúng tôi chạm tứ quý. Bên trên chúng tôi chạm cuốn thư. Và kích thước thì dài 2m17, chiều rộng 67. Và trong lòng thì chúng tôi chạm 4 chữ nho. Cái hàng phổ thông thì thường chúng tôi chạm 3 chữ là Đức Lưu Quang. Chúng tôi nhận đặt mẫu mã theo các cái kích thước đa dạng theo yêu cầu của khách. Thì quý khách nào ưng cái mẫu sản phẩm như này, quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi là một đơn vị sản xuất đồ thờ cúng bằng gỗ rất nhiều. Quý vị có thể vào trang chủ để xem thêm các cái mẫu hoành phi câu đối lồng cuốn thư, hoặc hoành phi câu đối phẳng vuông, hoặc là hoành phi câu đối đi lòng mo, đi vào nhà gỗ rất nhiều. Chúng tôi giới thiệu gần đây là trong các video cả về mộc cả về sơn. Thì quý vị hãy bỏ thời gian ra truy cập vào kênh Đồ Gỗ Hiền Lành trên YouTube để xem thêm. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật các cái video mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo.